Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị sự so sánh về sự khác biệt giữa người Mỹ và người Việt do Facebooker Nguyễn Thị Châu sưu tầm và đăng trên Facebook cá nhân vào ngày 23 tháng 9. Mời quý vị cùng chia sẻ. Sự khác biệt giữa người Mỹ và người Việt. Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền. Người Việt thì tìm cách khoe của. Người Mỹ thả thú vào rừng. Người Việt vào rừng bắt thú. Người Mỹ nói ít làm nhiều. Người Việt nói nhiều làm ít, hoặc nói một đằng làm một nẻo. Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay. Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi, thích hưởng thụ. Người Mỹ hôn nhau ngoài đường, đi tiểu trong toilet. Người Việt hôn nhau trong toilet, đi tiểu ngoài đường. Yêu nhau người Mỹ hôn công khai, người Việt hôn trong bóng tối. Ở Mỹ, lễ sếp tặng quà cho nhân viên. Ở Việt Nam, nhân viên biếu quà cho sếp. Người Mỹ ăn nhanh để đi làm, người Việt làm nhanh để đi ăn. Đàn ông Mỹ tan sở về nhà ngay, đàn ông Việt tan sở lê la quán nhậu cà phê. Người Mỹ yêu động vật, thích chăm sóc thú cưng. Người Việt đâm trâu, chém lợn, ăn thịt chó mèo. Người Mỹ vừa dạo chơi vừa nhặt rác, người Việt vừa dạo chơi vừa xả rác ra đường. Người Mỹ đánh bắt hải sản thì thả mấy con nhỏ vào con cá đang mang trứng. Người Việt đánh bắt hải sản thì tóm toàn bộ không tha con nào hết. Càng nhiều trứng càng tốt vì bộ béo. Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì ôn hòa bắt tay xin lỗi và hỏi han lẫn nhau. Người Việt thì hung hăng để quyết ăn thua đủ. Người Mỹ cuối tuần đem gia đình đi xa thành phố để thay đổi không khí. Người Việt thì đem cả nhà đến trung tâm thành phố. Mỹ quy hoạch nhà theo chiều ngang bề rộng, nhà xa mặt đường thì đắt. Việt Nam quy hoạch nhà theo chiều dọc, hình hộp dẹp, nhà xa đường thì rẻ. Người Mỹ không uống rượu hoặc trước mặt trẻ em. Người Việt thì uống rượu sai trẻ em đi mua thêm, đi chậm sẽ bị đánh đòn. Người Mỹ đến nhà hàng gọi ăn uống vừa đủ. Người Việt tỏ ra sành điệu ăn uống phải bỏ mứa, lãng phí. Người Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho yên bình. Người Việt đi đền chùa để hối lộ thánh thần và phá lộc cướp phết. Người Mỹ đi du lịch thì mặc cốt sao thoải mái và khám phá cảnh vật, văn hóa. Người Việt có thể đi du lịch thì lo áo quần, mặc đẹp và chụp ảnh, khoe khoang lên Facebook. Mỹ không thích hỏi tuổi, hỏi lương. Người Việt là câu cửa miệng. Người Mỹ không bao giờ vứt rác sang nhà hàng xóm. Người Việt thường rắc vứt ra đường vì ỷ có nhà nhân viên vệ sinh dọn dùm. Người Mỹ mạnh dạn thẳng thắn góp ý với sếp. Người Việt thích đàn đốm nói xấu cấp trên. Người Mỹ sống thật không thích khoe mẽ. Người Việt không khoe sợ người khác nghĩ mình nghèo. Người Mỹ thích vận động nên họ đi bộ rất nhanh, tác phong gọn gàng, thái độ dứt khoát. Người Việt lề mề, u ly, thụ động. Ở Mỹ chặt một cây thì trồng ba cây. Ở Việt Nam chặt hàng trăm cây nhưng không trồng cây nào. Người Mỹ nuôi con theo ý họ, người Việt nuôi con theo chỉ đạo của mẹ chồng. Người Mỹ bàn xong thì đồng thuận nhất trí và bắt tay làm. Người Việt bàn xong thì tiếp tục bàn ra và tranh cãi. Người Việt bị phê bình thì nhảy dựng lên như đụng phải nước sôi. Người Mỹ bị chỉ trích thì tranh luận và tiếp thu. Người Mỹ muốn đến nhà ai thì gọi điện thoại trước. Người Việt cứ đến nhà không thấy thì gọi hỏi, sao không có ở nhà. Người Mỹ luôn hỏi ý kiến con trước mọi vấn đề. Người Việt coi trẻ con là không biết gì, áp đặt phải nghe theo ý mình. Ở Mỹ học nhiều, tiến sĩ ít. Việt Nam học ít, tiến sĩ nhiều. Theo đầu người ở Mỹ lên xe là chạy. Ở Việt Nam lên xe là bóp còi.